Lê Thủy Tố, chương trình cắt ghép phát ngôn về LGBT, netizen lập tức phản ứng. Trở thành tâm điểm bị ném đá về phát ngôn về LGBT, tuy nhiên TikToker Lê Thủy mới đây đã chính thức lên tiếng về sự thật phía sau. Ngay lập tức một bộ phận cư dân mạng liền quay xe bên vực cô nàng. Những ngày qua, TikToker Lê Thủy là cái tên được nhắc nhiều trên các diễn đàn mạng xã hội sau khi có phát ngôn liên quan đến cộng đồng LGBT trong một chương trình podcast. Phát ngôn đụng chạm về cộng đồng LGBT của Lê Thủy đã khiến nữ TikToker trở thành tâm điểm chỉ trích. Cụ thể trong tập phát sóng, các khách mời đã cùng bàn luận về chủ đề LGBT có phải là trào lưu. Nghe TikToker Công Ken nhận định, hiện nay một số bạn trẻ đang sử dụng câu nói "Tôi tự hào khi tôi là LGBT" làm cớ để thực hiện những hành động không đúng. Lê Thủy sau đó đã lên tiếng, LGBT thì cũng là LGBT thôi, có gì mà tự hào dữ vậy. Chia sẻ của Lê Thủy đã trở thành tâm điểm bàn cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích cô nàng đang xem thường cộng đồng LGBT, một số khác lại bên vực hot TikToker, cho rằng câu nói của cô hoàn toàn bình thường, có thể do cách nói gây hiểu nhầm. Trước tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng, Lê Thủy mới đây đã chính thức lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi. Cô cho biết ekip chương trình đã cắt ghép câu nói của cô gây hiểu nhầm, trong khi chia sẻ nguyên văn của cô là "Em có nghe cô nói này rồi, em có coi hài độc thoại Stand Up Comedy. Bình thường người ta nói chủ đề này kiểu LGBT thì cũng là LGBT thôi, có gì mà tự hào dữ vậy." Ngoài ra, Lê Thủy cũng tiết lộ đã làm việc với nhà sản xuất chương trình. Phía ekip đã gỡ đoạn clip xuống và gửi lời xin lỗi đến hot TikToker. Sau khi Lê Thủy công bố đoạn clip gốc, netizen lập tức quay xe dành nhiều lời động viên ủng hộ hot TikToker. Biết đây là sản phẩm chỉnh sửa mà, theo dõi Thủy bao lâu nay nên không tin Thủy như vậy đâu. Kể cả khách mời có nhận định lời nói không đúng chuẩn mực đi nữa thì lỗi đầu tiên vẫn luôn là đơn vị sản xuất. Bởi lúc xem đã thấy không ổn rồi, bây giờ thì hoàn toàn sáng tỏ rồi. Cố lên Thủy ơi, nhưng nếu có nói như vậy thật thì cũng có gì để bị chỉ trích đâu, có bị làm quá không vậy? Lê Thủy là hot TikToker nổi tiếng và được giới trẻ yêu thích bởi tính cách mạnh mẽ thẳng thắn. Tuy nhiên đôi lúc, cô gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều bởi những quan điểm chưa thật sự phù hợp hay bị khán giả nhận xét là quá ố dề. Đây không phải lần đầu tiên Lê Thủy gây ra những ồn ào khiến mọi người phải đưa ra các ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như trước đây trong lần họp báo ra mắt MV của ca sĩ Á Hậu Thúy Vân, xuất hiện tại sự kiện Lê Thủy khiến nhiều người ngỡ ngàng vì bộ trang phục chật chém. Ngoài ra phong cách trang điểm của cô nàng cũng không kém phần độc đáo. Tuy nhiên, điều gây bức xúc ở chỗ khi tạo dáng cô đã giơ tay khoe vùng cánh đậm đạp chưa xử lý. Một số người cho rằng cô nàng thiếu nghiêm túc và xuất hiện với hình tượng như vậy ở họp báo là chưa tôn trọng người khác. Hành động này của Lê Thủy cực kỳ ô dề. Một số khác lại cho rằng từ trước tới nay, nữ TikToker thường gắn liền với những video chia sẻ hình ảnh tự tin như vậy nên hành động này khá là dễ hiểu. Một lần khác, khi xuất hiện trong buổi công chiếu Em và Trịnh, Lê Thủy xuất hiện với phong cách không giống thường ngày, cùng biểu cảm có phần độc đáo. Nhiều người nhận xét phong cách tạo dáng corporate của cô hơi lố, cố tình tạo khác biệt với những người chụp chung và không phù hợp trong buổi công chiếu phim. Đặc biệt, dù đứng với nhiều anh chị lớn tuổi hơn mình, nhưng Lê Thủy vẫn một mình một kiểu, tạo dáng chẳng giống ai. Tuy nhiên, cũng có người bên vực cho cô rằng cô chỉ đang cố tạo không khí vui vẻ. Dù nhiều lần vướng ồn ào không hay, thế nhưng Lê Thủy hiện vẫn luôn là một trong những TikToker được yêu mến và có sức ảnh hưởng nhiều nhất. Dù nhan sắc không quá nổi bật, nhưng chính tính cách vui vẻ hài hước, dám thể hiện cá tính riêng của cô nàng đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Trang TikTok của Lê Thủy hiện có tới hơn 2,6 triệu lượt theo dõi. Mỗi lần xuất hiện Lê Thủy hầu hết đều để mặt mộc. Nữ TikToker không ngại dù da có nổi mụn, cô cũng khuyến khích giới trẻ nên trân trọng vẻ đẹp của bản thân. Được biết hiện tại ngoài công việc làm TikToker, cô nàng còn kiếm được thu nhập khá cao từ việc bán hàng online. Lê Thủy cũng đang trau dồi thêm bản thân để lớn sân sang mạng diễn xuất.